Benedict Cumberbatch, từ Sherlock Holmes đến phù thủy Dr. Strange, vẻ đẹp trí tuệ chinh phục Hollywood. Khuôn mặt dài, gò má cao và màu mắt lạ, đây không phải là những nét thu hút của nam thần được lòng phái nữ ở Hollywood. Dù vậy, với khuôn mặt cùng giọng nói trầm ấm đậm chất Anh quốc, ẩn sâu trong đó là một phong thái điềm đạm và luôn toát lên vẻ thông minh xuất chúng. Benedict Cumberbatch sẵn sàng khiến nhiều tượng đài nam thần sắc đẹp khác ở Hollywood phải chờ thua trong việc thu hút phái nữ. Sinh ra và lớn lên tại Anh, Benedict Cumberbatch từ lâu đã bén duyên với nhiều lĩnh vực diễn xuất nghệ thuật khác nhau, trong đó bao gồm kịch nghệ, phát thanh, truyền hình và điện ảnh. Theo thời gian, tài năng và những sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh cũng dần được đền đáp, giúp cho tên tuổi của chàng phù thủy Strange nhanh chóng thăng tiến và luôn duy trì sự ổn định như ngày nay. Đam mê diễn xuất chạy trong huyết quản. Benedict Timothy Cathlon Cumberbatch chào đời ngày 19 tháng 7 năm 1976 là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Anh. Anh đã tham gia trong các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, sân khấu và phát thanh. Sinh ra và lớn lên ở Anh, từ nhỏ, Ben đã thể hiện năng khiếu và cái duyên với nghệ thuật. Việc theo đuổi bền bỉ ước mơ của mình từ nhỏ đã giúp Benedict Cumberbatch nhanh chóng thăng tiến và đạt được sự ổn định trong sự nghiệp. Mặc dù cha mẹ của Benedict Cumberbatch đều là những diễn viên có tiếng tại Anh quốc, mẹ anh là Wanda Ventham, còn bố anh là Tim Tony Cathlon. Thế nhưng, anh vẫn không nhận được cái gật đầu chấp thuận từ phía gia đình khi ngỏ ý muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nghiêm túc. Lo ngại một tương lai bấp bênh nếu còn cứ tiếp tục dấn thân vào nghệ thuật, cha mẹ Ben quyết định cho anh học theo tại trường nam sinh. Tưởng chừng niềm đam mê diễn xuất của anh sẽ mãi dang dở, thế nhưng những lần tham gia vào câu lạc bộ kịch nghệ tại trường đã đánh thức bản năng diễn trong Benedict. Dù chỉ mới học cấp 3, nhưng cái cách cậu nam sinh Cumberbatch hóa thân vào những vai diễn trong kịch Shakespeare đã khiến nhiều thầy cô giáo phải ngã mũ thán phục. Sau khi tốt nghiệp trung học, Benedict quyết định bỏ ra một năm để đi đến Tây Tạng làm thầy giáo tiếng Anh từ thiện, và rồi chính từ chuyến đi này, anh đã nhận ra định mệnh của mình chỉ có thể đi cùng với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Hóa thân cho những thiên tài trí óc. Trước những hóa thân thành phù thủy Dr. Strange trong vũ trụ điện ảnh Marvel MCU, Benedict Cumberbatch từng là một diễn viên luôn được cột mác vào những nhân vật có trí thông minh hơn người. Một trong số đó chính là vai diễn thám tử Sherlock Holmes trong show truyền hình Anh quốc cùng tên của đài BBC. Anh bắt đầu tham gia bộ phim kể từ năm 2010 và vai thám tử Sherlock Holmes. Khi Benedict Cumberbatch được công bố là nam diễn viên chính trong Sherlock, nhiều ý kiến cho rằng ngoại hình anh không phù hợp với nhân vật ngài thám tử tài ba. Dù vậy, gương mặt thần thái, giọng nói trong cùng ánh mắt tinh tế đã khiến khán giả phải phát cuồng vì ngài Sherlock mới. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số nhiều vai diễn cột mác thiên tài khác mà nam diễn viên người Anh này đã từng đảm nhận. Trước đó, vào thuở bắt đầu bén duyên với nghề, Benedict Cumberbatch khá thành công với nhiều vai diễn cổ điển, đòi hỏi khí chất điềm đạm trên các sân khấu kịch lớn nhỏ ở khắp nước Anh. Đó cũng là lý do tạo tiền đề cho anh vào những vai nhân vật có trí thông minh kiệt xuất trong lịch sử nhân loại. Đơn cử là Stephen Hawking, Van Gogh và Richard Bach lần lượt trong các bộ phim truyền hình Hawking 2004, Van Gogh's Painted in Gloss 2010 và The Hollow Crown, The Grass of the Gloss 2016. Quay trở lại với vai diễn có lẽ nổi tiếng nhất trong sự nghiệp diễn xuất trên màn ảnh nhỏ của Benedict Cumberbatch. Khác hẳn với sự ngờ vực của công chúng ngay từ khi dự án được công bố, hình ảnh Sherlock của Benedict với khuôn mặt khó cảm, giọng nói trầm ấm khi xưng tên thân mật với bác sĩ John Watson, nhắn tin bằng điện thoại nhoay nháy và khoác lên mình chiếc áo bell-stop cổ dựng đẹp đến nao lòng. Tất cả đều khiến vai diễn này trở nên xuất sắc khó ngờ chỉ sau 60 phút thời lượng của tập phim đầu tiên. Từ đó, khi đã lấn sân sang màn ảnh rộng với một số dự án phim điện ảnh khác, cái mắt thiên tài của Benedict Cumberbatch vẫn tiếp tục được duy trì với vai diễn Alan Turing, một nhà giải mã đồng tính tài năng bậc nhất nước Anh vào thế kỷ 20, nhưng lại bị đối xử kỳ thị, rồi chết trong tác phẩm điện ảnh độc lập kinh phí thấp The Imitation Game. Vai diễn của Ben nói riêng và cả bộ phim nói chung đã gặt hái được rất nhiều thành công về mặt giải thưởng. Mặc dù vụt mất tượng vàng nam chính xuất sắc nhất về tay của Eddie Redmayne trong năm đó, thế nhưng bản thân Benedict Cumberbatch cũng thu về cho mình đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Có thể thấy, việc được giáo dục tử tế ngay từ nhỏ đã trau dồi cho Benedict một phong thái điềm đạm, đủ sức hút để các nhà làm phim chọn mặt gửi vàng cho những vai diễn tiêu sử thiên tài có trí tuệ hơn người. Bay cao cùng phù thủy tối thượng Dr. Strange. Song song với truyền hình, nam tài tử cũng tích cực đẩy mạnh sự nghiệp bên mảng điện ảnh. Anh tham gia nhiều dự án phim điện ảnh, trong đó có Amazing Grace 2006, War Horse 2011, Star Trek Into Darkness, Cannes 2013, 12 Years a Slave. Từ năm 2012 đến năm 2014, anh lồng tiếng và mô phỏng chuyển động cho Small và Nicole Manker trong loạt phim The Hobbit. Năm 2016, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp điện ảnh của Cumberbatch, anh được chọn vào vai tiến sĩ Stephen Strange trong phim Doctor Strange, gia nhập vũ trụ Marvel và đóng vai trò quan trọng trong Phase 3-4 của kế hoạch dài hạn của hãng này. Vai diễn khiến danh tiếng Benedict Cumberbatch càng lan rộng hơn.
Trong khi những diễn viên khác lo lắng không thoát được cái bóng quá lớn của nhân vật siêu anh hùng, Benedict Cumberbatch được công nhận ở khả năng hóa thân đa dạng. Ở màn ảnh, anh vào vai pháp sư, còn ở đời thực, nam diễn viên là ngài phù thủy của Hollywood. Quyền năng của nam diễn viên là chinh phục cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng bằng bất cứ nhân vật nào mà mình thủ vai. Khác với những nhân vật dẻo dai phi thường và thuần sức mạnh vật lý khác như Captain America hay Thor, phù thủy Strange sở hữu một loạt khả năng liên quan đến việc thi triển những phép thuật cổ xưa, được chọn là một trong những pháp sư có khối óc hơn người. Bằng cách nào đó, những đặc trưng kể trên lại khá đồng nhất với những gì mà Benedict Cumberbatch vốn đã thể hiện trong phong cách diễn xuất của anh. Mặc dù chỉ xuất hiện ở một phần phim lẻ cùng một vài bộ phim khác, nhưng sự góp mặt của Doctor Strange cũng như nam diễn viên Benedict Cumberbatch đã trở nên quen thuộc trong lòng người hâm mộ Marvel. Chính vai diễn này đã đưa tên tuổi của Ben đến gần hơn với khán giả đại chúng trên toàn thế giới. Sự công nhận của giới chuyên môn dành cho Cumberbatch được thể hiện qua những giải thưởng. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng và đề cử cho diễn xuất, trong đó phải kể đến 3 đề cử giải thưởng. Laurence Olivier Awards chiến thắng trong hạng mục nam diễn viên kịch xuất sắc nhất với vai diễn Frankenstein. Anh cũng đã nhận được 3 đề cử giải thưởng Primetime Emmy chiến thắng tại hạng mục nam diễn viên phim ngắn tập xuất sắc với bộ phim Sherlock. Diễn xuất của anh trong phim The Imitation Game mang đến cho anh một đề cử giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Ngoài ra, anh đã nhận được 6 đề cử của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh Quốc BAFTA, 5 đề cử giải thưởng của Hội diễn viên Điện ảnh SAG và 2 đề cử giải thưởng Quá Cầu Vàng và nhiều đề cử giải thưởng khác. Sự quyến rũ đến từ vẻ đẹp trí thức. Trong năm 2014, tạp chí Time đưa 5 tài tử vào danh sách thường niên những người có ảnh hưởng nhất thế giới của Time 100. Tháng 6 năm 2015, anh được phong tước hiệp sĩ của Hoàng gia Anh CBE cho những cống hiến vào nghệ thuật diễn xuất và từ thiện. Từ đó, anh luôn giữ vị trí trong danh sách người đàn ông đương đại quyến rũ nhất của nhiều tạp chí. Thậm chí có lần, Cumberbatch đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những người quyến rũ nhất nước Anh, cao hơn cả Kateri, nữ công tước xứ Cambridge và chỉ đứng sau nữ hoàng Elizabeth II. Để đạt được tất cả những danh hiệu này, tất nhiên Benedict Cumberbatch không phải chỉ nhờ vào ngoại hình. Đối với nhiều người, vẻ ngoài của anh không có điểm gì quá nổi bật. Khuôn mặt dài, gò má cao và màu mắt lạ, đây không phải là những nét thu hút của những nam thần được lòng phái nữ ở Hollywood. Dù vậy, nam diễn viên gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài toát lên sự thông minh, tri thức từ đường nét độc đáo của anh. Anh là minh chứng cho câu nói, bạn không cần một ngoại hình vượt trội để trở nên quyến rũ, mà ở đó, vẻ đẹp được trau dồi từ tri thức và nội tâm mới là điều thu hút người khác nhất. Ngoài ra, Benedict còn cho thấy anh là một người sống rất tình cảm. Trong lần lên bục nhận giải thành tựu của Serpent Sky Awards, Benedict đã cảm ơn vợ mình. Vợ tôi, Sophia, người bạn thân thương mến nhất của tôi. Công việc của em, khiếu hài hước, tài năng, sự ủng hộ, lương tri sáng suốt, cùng sự vững vàng của em đã nâng đỡ cho anh và những đứa con nhỏ của chúng ta nhiều biết bao nhiêu. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã mang đến cho anh trong cuộc đời này. Mặc dù ngày càng tiến gần hơn với độ tuổi 50, thế nhưng nét quyến rũ được tạo nên từ trí thông minh vẫn luôn là yếu tố khiến tên tuổi của Benedict Cumberbatch luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ.